Thực phẩm có vị đắng không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt cho phụ nữ. Dưới đây là 5 loại thực phẩm có vị đắng phổ biến, tốt cho sức khỏe phụ nữ. 1. Mướp đắng, khổ qua. Mướp đắng chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm nhiễm, tăng cường sức khỏe làn da và hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, nó còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu, đặc biệt hữu ích cho phụ nữ mắc tiểu đường hoặc tiền tiểu đường. 2 cải xoăn. Cải xoăn là một trong những loại rau giàu dưỡng chất nhất, chứa nhiều vitamin K, C và A cùng với chất xơ. Cải xoăn giúp cải thiện chức năng tim mạch, giảm cholesterol và thúc đẩy sức khỏe xương, rất quan trọng cho phụ nữ để ngăn ngừa loãng xương. 3. Cà phê đen không đường. Cà phê đen có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đặc biệt nếu phụ nữ uống cà phê đen một cách vừa phải, nó còn có thể hỗ trợ giảm cân, tăng cường trao đổi chất và giữ tỉnh táo tinh thần suốt ngày dài. 4. Rau bồ công anh. Lá bồ công anh có vị đắng đặc trưng, chứa nhiều vitamin A, C và K giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch, thải độc gan và giảm viêm. Ngoài ra, rau bồ công anh còn giúp duy trì cân nặng, hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp phụ nữ giữ vóc dáng thon gọn. 5. Trà xanh. Trà xanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ như kết trình, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, hỗ trợ giảm cân và cải thiện sức khỏe da. Uống trà xanh thường xuyên còn giúp phụ nữ ngăn ngừa lão hóa, cải thiện trí nhớ và bảo vệ tế bào khỏi tác động của gốc tự do. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức Khỏe 60 Giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.